Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đã đến với những cập nhật mới nhất, những vấn đề nóng về xung đột Nga-Ukraine trong suốt 24 giờ qua trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Ngay sau đây sẽ là phần tin chi tiết. Theo Kiev Post, nhiều trang tin địa phương đưa tin về các tiếng nổ và hỏa hoạn xuất hiện tại sân bay quân sự One ở ngoại ô phía đông nam thành phố cảng Saratov, bên bờ sông Volga của Nga, vào sáng 17 tháng 9. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận vụ việc và cho biết lực lượng phòng không địa phương đã bắn hạ chín UAV Ukraine đang cố gắng tấn công sân bay quân sự Angle One. Điện Kremlin cho hay không có thương vong hay thiệt hại sau vụ tấn công. Thành phố Saratov nằm cách các địa điểm phóng UAV gần nhất của Ukraine là 750 km. Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhiều tiếng nổ và ngọn lửa ở khu vực gần căn cứ không quân Angle One cùng âm thanh khai hỏa của pháo và súng máy hạng nặng. Một blogger quân sự Ukraine cho rằng cuộc tấn công nhằm vào các loại đạn dược mới được chuyển đến sân bay Nga. Trước đó, vào chiều ngày 16 tháng 9, nhà quan sát quân sự có tiếng ở Kiev là Vatican cho biết nhiều dấu hiệu cho thấy tên lửa đã được dỡ xuống căn cứ Engotu. Chia sẻ trên mạng xã hội, nhóm Ukraine Frontline cho biết đó là một lô tên lửa hành trình KH-101 55 SM mới sản xuất và được vận chuyển bằng máy bay chở hàng IL-76MD của không quân Nga. Theo nhóm này, các đám cháy xuất hiện tại Angle 2 là do tên lửa hành trình hoặc máy bay mới đến sân bay này đã bị UAV Ukraine đánh trúng. Bên cạnh đó, RIA Novosti đưa tin, dạng sáng 18 tháng 9, một cuộc tấn công bằng UAV đã gây ra hỏa hoạn và phát nổ tại thành phố Toropets, thuộc vùng Tiver của Nga. Thống đốc khu vực Igor Rudenia đã ra lệnh sơ tán một phần dân cư. Theo chính quyền địa phương, lực lượng phòng không tiếp tục đẩy lùi một cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn trên bầu trời thành phố ông Rurenia đã đưa ra quyết định sơ tán một phần dân cư khỏi lãnh thổ nơi lực lượng phòng không đang hoạt động và đám cháy đang được khoanh vùng. Cư dân Toropes đang được sơ tán đến thành phố lân cận, zapadnaya Devina, thuộc vùng Tiver. Người dân địa phương báo cáo rằng một kho đạn dược đã bị tấn công. Video cho thấy lửa và vụ nổ. Ở một diễn biến khác, gần đây lữ đoàn cơ giới độc lập số 116 của Ukraine công bố đoạn video cho thấy cuộc tấn công chính xác bằng bom GBU-39 vào một tòa nhà ở làng Vesioloye, cách biên giới Ukraine khoảng 2,5 km. Các báo cáo ban đầu cho biết, tòa nhà này là nơi tập trung của binh sĩ Nga. Đây không phải lần đầu Ukraine triển khai loại bom này ở tỉnh Kursk. Trước đó vào cuối tháng 8, tư lệnh không quân Ukraine lúc đó, ông Mykola Olechuk đã công bố đoạn video cho biết loại bom này đã được Ukraine sử dụng để tấn công cứ điểm của quân đội Nga. GBU-39 là một loại bom đường kính nhỏ. Theo ước tính của Mỹ, khi sử dụng bom GBU-39 từ máy bay chiến đấu, tỷ lệ thành công là 90%. Bom GBU-39 có trọng lượng 130 kg, chiều dài khoảng 1,8 m, đường kính 190 mm và tầm bay tối đa lên tới 110 km. Thiết kế cánh mở khi bay giúp bom tăng đáng kể phạm vi tấn công mục tiêu. Lô xe sửa chữa cứu kéo Brem 1M cuối cùng trong năm nay đã được bàn giao cho quân đội Nga chúng được gia cường khá kỹ lưỡng về lớp giáp bảo vệ. Đại diện Uran và Gonzavod thông báo về điều này. Theo giải thích của công ty, hợp đồng cung cấp loại thiết bị đặc biệt nói trên vào năm 2024 đã được hoàn tất với đợt giao hàng cuối cùng trong năm. Đại diện Uran và Gonzavod cho biết trong một tuyên bố rằng lô hàng này đã hoàn thành hợp đồng năm 2024 về việc cung cấp các phương tiện bọc thép cứu kéo loại Brem 1M cho quân đội. Họ nhấn mạnh rằng Brem-1M là thành phần bắt buộc trong các đơn vị thiết giáp của quân đội Nga. Nhiệm vụ chính của phương tiện nói trên là sơ tán kịp thời các thiết bị bị hư hỏng do chiến đấu. Brem-1M cứu mạng binh sĩ và trang thiết bị bị hư hỏng, sơ tán các phương tiện tiền tuyến bị lật, mắc kẹt trong bùn, mương và đầm lầy, xe sửa chữa, cứu kéo bọc thép của Uran và có thể tiếp cận bất kỳ vật thể nào và vượt qua mọi điều kiện địa hình. Nhà sản xuất khẳng định như trên, và nhấn mạnh đặc tính vận hành cũng như sức cơ động cao của phương tiện cho phép nó đến gần bất kỳ vật thể nào và vượt qua mọi điều kiện địa hình. Brem 1M có thể hoạt động tốt ngay cả trên đất mềm. Việc bảo vệ tổ lái được đảm bảo thông qua lớp giáp dày, trên xe có thiết bị ngắm bắn quang học và cả súng máy hạng nặng cho phép làm nhiệm vụ trinh sát kỹ thuật trên chiến trường. Đáng chú ý nữa là chiếc Brem 1M được trang bị một cần cẩu thủy lực quay hoàn toàn với sức nâng lên tới 20 tấn có thể di chuyển nhiều loại phương tiện và thiết bị hạng nặng. Ngoài ra, trên xe còn có một máy hàn điện để thực hiện công việc sửa chữa và bảo trì, giúp cho phương tiện nói trên gần như không thể thiếu khi sửa chữa các thiết bị hư hỏng ngoài chiến trường. Theo tài liệu cấu tạo kỹ thuật, xe cứu kéo bọc thép Brem 1M có phần thân tương tự xe tăng chiến đấu chủ lực T-90S, nhưng trên nóc đã tháo bỏ tháp pháo để thay thế bằng một chiếc cần cầu. Ở phía trước xe là một lưới ủi có tác dụng hỗ trợ việc dọn dẹp chứa ngại vật xuất hiện trên đường, giúp nó đảm nhiệm được cả vai trò của xe công binh chiến đấu. Thông số kỹ chiến thuật cơ bản của Brem 1M bao gồm trọng lượng 45 tấn, chiều dài 7.980 mm, chiều rộng 3.460 mm, chiều cao 2.425 mm, khoảng sáng gầm 440 mm. Kíp điều khiển của Brem 1M gồm 3 người tương tự T90. Động cơ của Brem 1M vẫn là loại diesel tăng áp V92S2 làm mát bằng chất lỏng với công suất máy 1.000 mã lực. Đây cũng là loại lắp cho T90A và T90S đời đầu. Nga đã triển khai bộ dẫn đường UMPK cải tiến cho bom lượn, có tầm bay cao hơn để mở rộng tầm không kích tại Ukraine. Một tài khoản Telegram mang tên Fighter Bomber của một cựu phi công tiêm kích Nga tiết lộ rằng mô đun dẫn đường và cánh nâng hợp nhất UMPK đã được hoàn thiện, cải tiến và bay xa hơn trước. Tầm bay của bom lượn đã vượt qua nhiều mẫu tên lửa chiến thuật, nhưng mang lượng nổ mạnh hơn nhiều. Hình ảnh được tài khoản này công bố cho thấy các quả bom FAB 500T trang bị bộ UMPK nâng cấp được treo dưới cánh tiêm kích ném bom Su-34, nhưng không rõ thời gian và địa điểm chụp ảnh. Cổng thông tin điện tử quân đội Ukraine Militany chỉ ra nhiều điểm khác biệt của phiên bản bom lượn này. Militany nhận định. Cánh nâng của bộ UMPK cải tiến dài hơn trước, tác động trực tiếp đến đặc tính khí động học của bom. Chưa có dữ liệu chính xác về hệ thống này, nhưng đánh giá sơ bộ cho thấy nó có thể tăng tầm bay của bom thêm 30% so với mức 60 đến 70% của dòng UMPK nguyên bản. Thay vì rơi tự do như bom thông thường, bom dẫn đường gắn bộ UMPK có thể bay xa từ 50 đến 70 km và chuyển hướng trong khi bay nhờ bộ cánh nâng. Điều này cho phép chiến đấu cơ Nga cắt bom từ ngoài tầm bắn của phần lớn hệ thống phòng không Ukraine. Mối đe dọa ngày càng lớn từ bom UMPK buộc quân đội Ukraine điều động các hệ thống tên lửa như Patriot và S-300 ra tiền tuyến để đối phó, dù điều đó cũng tăng đáng kể rủi ro với chính những tổ hợp này. Ông Sergei Chemezov, giám đốc điều hành Tập đoàn Quốc phòng Nhà nước Nga Rostec cuối năm 2023 nói rằng nước này đang phát triển phiên bản UMPK cải tiến để tăng đáng kể tầm bay của bom hàng không. Ông nói: Bom thông thường và bộ UMPK dài hơn nhiều so với vũ khí dẫn đường cùng phân cấp, giúp tăng đáng kể hiệu quả sử dụng. Loại khí tài này đã phá hủy hàng trăm mục tiêu quân sự của Ukraine. Ngoài ra, theo trang Army Recognition, trong một cuộc không kích vào Kharkov hồi đầu tháng 9, quân đội Nga đã sử dụng một loại bom lượn lai tên lửa mang tên Grom E1. Về cơ bản, đây là vũ khí kết hợp giữa tên lửa hành trình và bom lượn được thiết kế để tấn công các mục tiêu tầm xa với độ chính xác cao. Ngày 17 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng quân đội nước này đã bắt đầu các cuộc diễn tập tuần tra chiến đấu với các bệ phóng di động của Tổ hợp Tên lửa Hạt nhân Chiến lược RS-24 Jazz các cuộc diễn tập tên lửa hạt nhân chiến lược RS-24 Jas đang được sư đoàn Tiyopski của lực lượng tên lửa Nga tại vùng Ivanovo, cách Moscow 249 km tiến hành. Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga, các tổ điều khiển của hệ thống tên lửa di động RS-24 Jas đang thực hiện các nhiệm vụ bao gồm hành quân 100 km, phân tán đơn vị với các thay đổi vị trí, thiết lập thiết bị kỹ thuật, tổ chức ngụy trang và bảo vệ chiến đấu. Ngoài ra, họ đang thực hành các biện pháp đối phó với các nhóm phá hoại và tình báo. Bộ Quốc phòng Nga lưu ý rằng các cuộc tập trận này có tính chuyên sâu dọc theo nhiều tuyến đường tuần tra chiến đấu thực sự. Tuần tra chiến đấu với các tổ hợp tên lửa chiến lược RS-24 Jazz là hoạt động tác chiến quan trọng đối với lực lượng tên lửa chiến lược Nga RVSN. Các cuộc tuần tra này bao gồm việc di chuyển và triển khai bệ phóng tên lửa di động được trang bị tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM, đảm bảo trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao mọi lúc. Hệ thống RS-24 Jazz nổi bật với việc mang nhiều đầu đạn để tấn công các mục tiêu độc lập. Nó là một phần quan trọng trong khả năng gian đe hạt nhân của Nga. RS-24 Jazz là tổ hợp tên lửa đạn đạo nhiệt hạch của Nga được thiết kế để tăng cường năng lực tên lửa chiến lược của Liên bang Nga. Đây là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM, đóng vai trò là thành phần chủ chốt trong bộ ba hạt nhân của Nga, cung cấp khả năng gian đe đáng tin cậy đối với các đối thủ tiềm tàng. Về kích thước, tên lửa RS-24 Jazz dài khoảng 23 m và có đường kính khoảng 2 m Những kích thước này khiến nó trở thành một vũ khí đáng gờm, có khả năng mang nhiều đầu đạn trên khoảng cách xa. Tướng Gregory Gulliot, người đứng đầu Bộ Tư lệnh phía Bắc Mỹ, Northcom, đã đề cập đến vai trò và sự nguy hiểm của tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Jazz. Ông Gregory Gulliot nhấn mạnh rằng hệ thống RS-24 Jazz cùng với các vũ khí tiên tiến khác của Nga được chế tạo để thách thức hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ và đảm bảo năng lực phản công hạt nhân của Nga. Trước đó, quân đội Nga đã phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-24 Jazz trong đợt diễn tập chiến đấu hồi đầu năm nhằm kiểm tra tính năng của hệ thống vũ khí này. Bộ Quốc phòng Nga thông báo kíp chiến đấu của Sư đoàn tên lửa số 14 đã phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM RS-24 Jazz trong cuộc huấn luyện chiến đấu tại sân bay vũ trụ Plesetsk. Các đầu đạn huấn luyện đã lao xuống khu vực mục tiêu giả định tại thao trường Kura ở bán đảo Kamchatka. Quân đội Nga nói rằng vụ thử nhằm kiểm tra và xác nhận tính năng kỹ chiến thuật của hệ thống JAS cũng như cho phép lực lượng tên lửa chiến lược hoàn thiện quy trình tái bố trí khẩu đội JAS đến khu vực hẻo lánh trước lúc khai hỏa. Bộ Quốc phòng Nga nói thêm toàn bộ nhiệm vụ đề ra đã được hoàn thành. Mới đây, Tổng thống Liên bang Nga, ông Vladimir Putin đã ra lệnh tăng quân số thường trực của quân đội nước này thêm 180.000 binh sĩ lên 1,5 triệu binh sĩ. Trong một xác lệnh được công bố trên trang web của Điện Kremlin, Tổng thống Putin đã ra lệnh tăng tổng quân số của lực lượng vũ trang lên 2,38 triệu người. Trong đó, ông cho biết 1,5 triệu người phải là binh sĩ đang tại ngũ. Đây là lần thứ ba Tổng thống Liên bang Nga quyết định mở rộng quân số kể từ khi triển khai kế hoạch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022, hai lần trước, số quân thường trực lần lượt tăng thêm 137.000 và 170.000 người. Với việc tăng lực lượng thường trực thêm 180.000 binh sĩ lên 1,5 triệu binh sĩ, Liên bang Nga trở thành nước có quy mô quân đội lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc. Trong một bình luận về việc tăng quân thường trực, người phát ngôn điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho rằng điều này là do số lượng các mối đe dọa tồn tại dọc theo biên giới của Liên bang Nga. Bên cạnh đó là do môi trường cực kỳ căng thẳng ở biên giới phía Tây và tình trạng bất ổn ở biên giới phía Đông của Liên bang Nga. Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Nga, Andrei Kaktapolov nói thêm rằng, động thái nằm trong kế hoạch cải cách toàn diện lực lượng vũ trang, trong đó có tăng dần quy mô quân số để ứng phó với tình hình quốc tế và hành động của những nước từng là đối tác của Nga. Nga từ lâu đã chỉ trích các mối đe dọa ở biên giới nước này, chủ yếu là từ việc tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO mở rộng về phía nato liên minh quân sự này cho biết họ là liên minh phòng thủ và không muốn đối đầu với nga nato cáo buộc hành vi thách thức của nga đối với các nước láng giềng là nguyên nhân khiến gia tăng căng thẳng xuất phát từ những nguyên nhân nêu trên người phát ngôn điện kremlin cho rằng điều này đòi hỏi moscow phải có các biện pháp thích hợp xác lệnh tăng binh sĩ được ông putin phê duyệt sau khi ukraine tháng trước bất ngờ tấn công tỉnh kursk đánh dấu lần đầu lãnh thổ nga bị quân đội nước ngoài xâm nhập từ sau thế chiến thứ hai Kiev tuyên bố kiểm soát 100 ngôi làng lãnh thổ tại Kursk, nhưng chiến dịch dường như đã đình trệ và không đạt mục tiêu chiến lược là buộc Moscow rút lực lượng từ mặt trận Donbass. Quân đội Nga tuần trước mở chiến dịch phản công và tuyên bố đã giành lại được 12 khu dân cư ở tỉnh Kursk. Lực lượng Nga cũng đẩy mạnh tiến công trên mặt trận Donbass và đang áp sát thành trì chiến lược Pokrovsk tại tỉnh Donetsk. Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin Tổng thống đắc cử của Mexico, bà Claudia Sheinbaum, đã từ chối lời mời của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới thăm quốc gia Đông Âu để hiểu hơn về những tác động của cuộc xung đột đang diễn ra tại đây. Phát biểu trong một cuộc họp báo, bà Sheinbaum nêu rõ, căn cứ theo các nguyên tắc của hiến pháp và chính sách đối ngoại, Mexico không cho phép quốc gia này can thiệp vào vấn đề nội bộ các nước. Bà nói, nền tảng chính sách đối ngoại của chúng tôi là các nguyên tắc tìm kiếm giải pháp hòa bình cho các cuộc xung đột. Đây là chính sách của chúng tôi và sẽ luôn như vậy. Tổng thống đắc cử Mexico cũng thể hiện quan điểm coi trọng chính sách đối nội hơn đối ngoại, giống như tổng thống sắp mãn nhiệm Andrés Manuel Lopez Obrador. Ông Obrador chỉ ra nước ngoài 7 lần trong 6 năm cầm quyền, trong đó 5 lần tới Mỹ, 1 lần tới Trung Mỹ và 1 lần tới Nam Mỹ. Nhiệm vụ chính của bà Baenbaum là điều hành Mexico và bà chỉ tham dự một số sự kiện quốc tế mà nước này coi trọng và sẽ không đi nhiều. Tuyên bố của tổng thống đắc cử Baenbaum được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine trả lời phỏng vấn tờ Nhật báo Excensio của Mexico. Trong đó ông bày tỏ mong muốn Tổng thống sắp mãn nhiệm Obrador đến thăm Ukraine. Ông Zelensky cũng gửi thông điệp tương tự tới bà Sin đồng thời khẳng định sẽ cử một quan chức cấp cao tham dự lễ nhậm chức của nữ lãnh đạo, dự kiến diễn ra vào ngày 1 tháng 10 tới, nếu chuyến thăm chính thức Ukraine của bà diễn ra. Chính khách Mexico không phải người đầu tiên từ chối lời mời từ Kiev, khi mà trước đó, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã tuyên bố chưa thể đến thăm Ukraine. Sau khi ông Zelensky đưa ra lời mời trên sóng của Đài NBC. Cụ thể, ông Trump khi đó nêu rõ lý do không đến thăm Ukraine vì không muốn xung đột lợi ích với chính quyền tổng thống Joe Biden. Vì vậy, việc ông đến Kiev là không hợp lý. Cùng thời điểm đó, chiến dịch tranh cử của ông Trump tiết lộ thêm lý do khiến cựu tổng thống không sẵn lòng thăm Ukraine là vì ông Zelensky đã không tiếp cận trực tiếp với ứng cử viên số 1 của Đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy việc các ứng cử viên tranh cử tổng thống Mỹ thường đi ra nước ngoài để tuyên truyền thông tin về chính sách đối ngoại không phải là việc hiếm gặp. Trước đây, các cựu ứng cử viên đảng Cộng Hòa như cựu phó tổng thống Mike Pence và cựu thống đốc bang New Jersey Chris Christie đã đến Ukraine trong quá trình vận động tranh cử. Trong cuộc tranh cử tổng thống đầu tiên vào năm 2016, tỷ phú Donald Trump cũng đã đến Mexico và gặp tổng thống khi đó là Enrique Pena Nieto phương Tây vẫn từ chối cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa như MGM-140, Attack MS hay Storm Shadow Scarp chống lại các mục tiêu trên đất Nga. Trước diễn biến trên, Ukraine rất thất vọng bởi cuối cùng họ vẫn chỉ được dùng máy bay không người lái và tên lửa sản xuất trong nước. Giới quan sát đã phân tích việc các đồng minh trần trừ cấp phép cho Ukraine sử dụng không hạn chế đối với tên lửa Storm Shadow và Attack MS. Việc Ukraine chưa thể tự do dùng tên lửa tầm xa phương Tây viện trợ, điều này mang lại cho Nga cơ hội vàng để thực hiện bước đi chiến thuật đó là di tản các loại khí tài giá trị ra khỏi tầm bắn của đối phương. Theo đó, tên lửa tầm xa của phương Tây đã bị vô hiệu hóa bởi vì máy bay chiến đấu từ các sân bay của Nga đã kịp di chuyển ra ngoài tầm bắn của Storm Shadow và Attack MS. Ngoài ra, giới chức Mỹ đang lo ngại rằng ngay cả khi cùng xuất hiện trên tiền tuyến, hai loại tên lửa Attack MS và Storm Shadow cũng có thể lép vế trước hỏa lực của Moscow. Sau khi có thông tin về việc Iran đã chuyển giao vũ khí tầm xa cho Nga, các nguồn tin tình báo nói với tờ New York Times rằng ông Biden khó có thể cấp phép cho Ukraine sử dụng cả Storm Shadows và Attack MS do lo ngại những phản ứng mạnh mẽ từ Điện Kremlin. Ông John Kirby, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng cho biết sẽ không có thay đổi nào trong chính sách của Mỹ về việc sử dụng tên lửa tầm xa trên tiền tuyến Ukraine. Tình báo Mỹ cho rằng việc cho phép phóng tên lửa do Mỹ sản xuất vào các mục tiêu của Nga có thể khiến Điện Kremlin thay đổi học thuyết hạt nhân, không loại trừ khả năng sử dụng đến cả bom nguyên tử. Đồng thời, điều này có thể làm gia tăng xung đột ở Ukraine. Chuyên gia cân sự Michael Kaufman, người điều hành kênh Russia Contingency cho biết, quyết định cho phép Kiev bắn tên lửa của phương Tây vào sâu trong lãnh thổ Nga mất nhiều thời gian đến mức tại thời điểm có thể thực hiện sẽ không còn bất cứ ý nghĩa nào nữa. Trên thực tế, có thể xuất phát từ việc phương Tây lo ngại về hành động trả đũa của Nga. Thậm chí, họ cố tình để cho Nga có thời gian rút đi các khí tài quý giá. Một vấn đề khác nữa được nêu ra đó là dự trữ tên lửa hành trình Storm Shadow và Sky Eagle, cũng như tên lửa đạn đạo Atac MS còn rất ít. Bên cạnh đó, Việc Washington trì hoãn cấp phép cho Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga bởi Nhà Trắng không muốn gia tăng xung đột trước quá trình bỏ phiếu bầu cử Mỹ sắp tới. Nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cơ hội của ứng viên Đảng Dân Chủ, đồng thời làm tăng khả năng chiến thắng của ông Donald Trump thuộc Đảng Cộng Hòa. Mới đây, một nguồn tin ngoại giao cho biết Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Điển tổ chức cuộc họp giữa hai nước lần đầu tiên để giải quyết một hiệp ước an ninh mà hai bên đã nhất trí trước đó nhằm đảm bảo Ankara chấp thuận đơn của Stockholm xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Cuộc họp diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm Ngoại trưởng Thụy Điển, bà Maria Manmö Stenegak tới Ankara và có tầm quan trọng đặc biệt trong việc cải thiện hợp tác chống khủng bố. Tháng 1 năm 2024, Thổ Nhĩ Kỳ đã chấp thuận đề xuất của Thụy Điển về việc gia nhập NATO sau hơn một năm trì hoãn vì lo ngại về lập trường của Thụy Điển đối với các nhóm và cá nhân mà Thổ Nhĩ Kỳ coi là khủng bố, cũng như lệnh cấm vận vũ khí mà Stockholm sau đó đã dỡ bỏ. Đổi lại, Ankara yêu cầu Stockholm sửa đổi luật chống khủng bố và chấn áp các thành viên của nhóm đảng công nhân người quốc, PKK, tổ chức cũng bị Mỹ và Liên minh châu Âu-EU coi là khủng bố. Các bên cũng đã nhất trí rằng Stockholm sẽ đưa ra lộ trình về chống khủng bố liên quan đến PKK và các chi nhánh của tổ chức này tại Syria cũng như các nhóm khác năm 2022, sau khi xung đột Nga-Ukraine trở nên phức tạp hơn, Phần Lan và Thụy Điển đã từ bỏ chính sách không liên minh kéo dài hàng thập kỷ để nộp đơn xin gia nhập NATO với mục tiêu có thêm đồng minh để bảo vệ an ninh trong khu vực. Dù hầu hết các thành viên NATO đều đồng ý lá đơn của Stockholm, thì chỉ Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ là một mực phản đối. Lý do bởi Ankara cho rằng Thụy Điển đang chứa chấp các thành viên của các nhóm vũ trang bị coi là khủng bố theo luật pháp Thổ Nhĩ Kỳ. Phần Lan và Thụy Điển cuối cùng đã cải cách luật chống khủng bố và cả hai hồ sơ gia nhập đều được phê chuẩn. Phần Lan trở thành thành viên thứ 31 của NATO vào tháng 4 năm 2023. Gần một năm sau đó, tới lượt Thụy Điển được kết nạp và trở thành thành viên thứ 32 của tổ chức này. Quay trở lại với hiện tại, các quốc gia thuộc NATO đang hy vọng rằng cuộc gặp mặt giữa hai chính khách của Thụy Điển và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giúp mở ra một thời kỳ ngoại giao tốt đẹp mới giữa đôi bên, đồng thời Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương cũng mong muốn các quốc gia trong khu vực thể hiện sự đoàn kết trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu còn nhiều rối ren. Trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung Quốc đang ngày càng gia tăng tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, Washington đã cho thấy một thay đổi bất ngờ của mình nhằm tăng cường lực lượng tại đó. Cụ thể, Reuters dẫn lời một giám đốc điều hành trong ngành công nghiệp tên lửa cho biết xung đột Nga-Ukraine đã làm thay đổi tư duy của Washington Họ giờ đây tích trữ kho vũ khí lớn với giá cả phải chăng thay vì các loại khí tài đắt đỏ như trước đây. Đơn cử như vừa qua, Mỹ vừa cho thử nghiệm một loại bom gắn thiết bị dẫn đường GPS giá rẻ và đầu dò có thể theo dõi các vật thể chuyển động mang tên Quick Sync. Loại bom này được phát triển bởi Boeing và sử dụng thiết bị của BAE Systems. Thực chất bom diệt tàu Quick Sync được hoán cải từ bom GBU-31B JDAM, song vẫn giữ nguyên hệ thống dẫn đường quán tính, hỗ trợ bởi định vị vệ tinh ở đuôi. Tuy nhiên, vũ khí được trang bị đầu dò loại mới, lắp ở mũi, có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết trên biển. Đầu dò này dường như được trang bị radar và ứng dụng thiết kế đa năng, cho phép quả đạn tìm kiếm và khóa mục tiêu trong quá trình lao tới mục tiêu. Với trọng lượng khoảng 900 kg, QuickSync có cấu hình phù hợp để Mỹ có thể trang bị trên nhiều loại máy bay khác nhau, từ phi cơ thả bom hạng nặng hay cường kích đều có thể mang được quả bom này để tấn công mục tiêu. Tháng 4 năm 2022, không quân Mỹ đã gây chấn động dư luận khi công bố đoạn băng quay lại cuộc thử nghiệm máy bay F15E Strike Eagle mang bom dẫn đường Quick Sink đánh chìm tàu hàng mục tiêu di chuyển trên biển và cho tới tháng 8 năm nay, Không quân Mỹ tiếp tục sử dụng máy bay ném bom tàng hình B2 trong cuộc thử nghiệm tại vịnh Mexico để tấn công tàu mục tiêu bằng loại bom này. Theo một kịch bản, quân đội Mỹ sẽ sử dụng tên lửa chống hạm tầm xa LRASM hoặc tên lửa SM6 để tấn công tàu chiến và radar của đối phương, sau đó bắn phá tàu bằng các loại vũ khí giá rẻ hơn như Quick Reuters dẫn lời một giám đốc điều hành trong ngành cho biết, bộ tư lệnh Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương của Mỹ muốn có hàng nghìn vũ khí Quick nhưng từ chối tiết lộ con số chính xác vì đây là thông tin mật. Ngoài Quick thì hồi tháng 4 năm nay, Mỹ cũng đã cho triển khai hàng loạt dàn phóng tên lửa Typhoon mới đến Philippines để tập trận hệ thống tên lửa đất đối đất tầm trung MRC Typho được Lockheed Martin thiết kế và có giá thành khá phải chăng. Nó sử dụng hệ thống phóng thẳng đứng MK-41 từ biển và được sửa đổi để hoạt động trên bộ. Typho có thể phóng đi các tên lửa SM-6 và Tomahawk vào những mục tiêu trên biển. Tại hội nghị thượng đỉnh ở Bruxelles hồi tháng 6, 27 nhà lãnh đạo quốc gia của Liên minh châu Âu, EU, đã nhất trí chọn ra 3 vị trí lãnh đạo quan trọng. Theo đó, bà Ursula von der Leyen được đề cử tiếp tục là Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC, cơ quan hành pháp quyền lực của Liên minh châu Âu cho nhiệm kỳ 5 năm lần thứ hai. Trong khi đó, cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa đã được chọn làm Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Thủ tướng Estonia Kallas được đề cử giữ cương vị đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại thay cho ông Josep Borrell. Mới đây, bà Ursula von der Leyen đã công bố danh sách các thành viên mới của EC. Những người sẽ lãnh đạo thể chế quyền lực nhất Liên minh châu Âu trong 5 năm tới. Theo đó, ông Arius Kubilius, người Litva, sẽ giữ chức ủy viên quốc phòng đầu tiên của Liên minh châu Âu với nhiệm vụ xây dựng năng lực sản xuất quân sự của liên minh. Bộ trưởng năng lượng và môi trường Tây Ban Nha, Teresa Ribera, sẽ giữ chức ủy viên chống độc quyền của khối, chịu trách nhiệm về quá trình chuyển đổi sạch, công bằng và cạnh tranh. Danh sách ủy viên mới của EU còn có ngoại trưởng Pháp, Stéphane Séjourné phụ trách chiến lược công nghiệp. Còn ông Maros Sepkovic của Slovakia sẽ giám sát các chính sách thương mại. Tất cả các ứng cử viên sẽ phải trải qua phiên điều trần với các nghị sĩ tại Nghị viện châu Âu để được chính thức phê chuẩn. Bà von der Leyen cho biết, Ủy ban mới sẽ tập trung thúc đẩy sự thịnh vượng, an ninh và dân chủ, cũng như khả năng cạnh tranh cần thiết cho quá trình chuyển đổi xanh và số hóa. Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết, so với nhiệm kỳ 5 năm đầu tiên của bà, khía cạnh an ninh do tác động của cuộc xung đột ở Ukraine cũng như vấn đề về năng lực cạnh tranh sẽ có tác động lớn hơn nhiều đến hoạt động của bộ máy mới. Bà Ribera, người vốn là bộ trưởng chuyển đổi sinh thái của Tây Ban Nha, sẽ thay thế bà Margaret Vestager, người đứng đầu cơ quan chống độc quyền, với nỗ lực gây áp lực lên các tập đoàn công nghệ, Big Tech. Bộ máy mới của Ủy ban EU dự kiến sẽ nhậm chức vào cuối năm nay, nghĩa là một trong những nhiệm vụ đầu tiên của họ sẽ diễn ra sau khi có kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Nếu ông Donald Trump đắc cử, điều này sẽ làm thay đổi mạnh mẽ sự ủng hộ của phương Tây đối với Ukraine trong cuộc xung đột với Nga và gây đảo lộn quan hệ thương mại giữa EU với nền kinh tế lớn nhất thế giới. Mới đây, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã bổ nhiệm Bộ trưởng Teresa Ribera của Tây Ban Nha làm ủy viên phụ trách vấn đề chống độc quyền cựu thủ tướng Estonia Kazakalas làm quan chức phụ trách chính sách đối ngoại. Chính trị gia Andrius Kubilius của Litva sẽ trở thành ủy viên quốc phòng đầu tiên của Liên minh, một vai trò mới được thiết kế để xây dựng năng lực sản xuất quốc phòng cho châu Âu trong bối cảnh cuộc xung đột tiếp diễn ở Ukraine. Danh sách ủy viên mới của EU còn có ngoại trưởng Pháp Stéphane Séjourné phụ trách chiến lược công nghiệp, còn ông Maros Sefkovic của Slovakia sẽ giám sát các chính sách thương mại tất cả các ứng cử viên sẽ phải trải qua phiên điều trần với các nghị sĩ tại Nghị viện châu Âu để chính thức được phê chuẩn. Bà von der Leyen cho biết, Ủy ban mới sẽ tập trung thúc đẩy sự thịnh vượng, an ninh và dân chủ, cũng như khả năng cạnh tranh cần thiết cho quá trình chuyển đổi xanh và số hóa. So với nhiệm kỳ 5 năm đầu tiên của bà, Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết, khía cạnh an ninh do tác động của cuộc xung đột ở Ukraine cũng như vấn đề về năng lực cạnh tranh sẽ có tác động lớn hơn nhiều đến hoạt động của bộ máy mới. Bộ máy mới của Ủy ban EU dự kiến sẽ nhậm chức vào cuối năm nay, nghĩa là một trong những nhiệm vụ đầu tiên của họ sẽ diễn ra sau khi có kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11. Theo đánh giá, nếu ông Donald Trump đắc cử, điều này sẽ làm thay đổi mạnh mẽ sự ủng hộ của phương Tây đối với Ukraine trong cuộc xung đột với Nga và gây đảo lộn quan hệ thương mại giữa EU với nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trước khi bà Ursula von der Leyen công bố đội ngũ điều hành mới của EU trong nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo, Ủy viên Liên minh châu Âu EU phụ trách thị trường nội khối, ông Thierry Breton đã bất ngờ đệ đơn từ chức lên Ủy ban châu Âu, EC. Trong đơn từ chức, ông Thierry Breton, quốc tịch Pháp cho biết, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen đã yêu cầu Pháp đề cử ứng cử viên khác thay thế ông cho vị trí trong EC nhiệm kỳ tiếp theo. Đổi lại, Paris sẽ có một chức vụ có ảnh hưởng hơn trong cơ quan điều hành của EU. Ông Breton chỉ trích quyết định của bà Ursula von der Leyen, đồng thời nhấn mạnh Tình hình hiện tại khiến ông không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình. Cùng ngày, người phát ngôn của EC thông báo bà Ursula von der Leyen đã chấp nhận đơn từ chức của ông Bretton. Sau khi ông Bretton đệ đơn từ chức, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã ngay lập tức đề cử Bộ trưởng Ngoại giao sắp mãn nhiệm Stéphane Séjourné, đồng minh và cộng sự thân cận lâu năm của ông Macron. Theo Điện Élysée, ông Séjourné đáp ứng tất cả các tiêu chí bắt buộc cũng như các cam kết của Paris với EU. Giới truyền thông cho rằng với việc đề cử ông Stefan Zijulie, tổng thống Macron đang nhắm đến một vị trí quan trọng, phụ trách các vấn đề chủ quyền công nghiệp và cạnh tranh của ủy ban châu Âu. Theo Reuters, phát biểu trên truyền hình, thành viên bộ máy chính trị hầu thi Mohamed al cho biết, Mỹ đã đề nghị công nhận chính quyền của lực lượng này tại Yemen nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công. Ông al-Bukhaiti nói, luôn có sự liên lạc sau mỗi chiến dịch của chúng tôi. Những cuộc gọi này dựa trên các mối đe dọa hoặc đưa ra một vài cám dỗ, nhưng họ đã bỏ cuộc theo hướng đó. Đáp lại, một quan chức Mỹ giấu tên cho rằng tuyên bố của Houthi là hoàn toàn bịa đặt. Một quan chức khác của Bộ Ngoại giao Mỹ nói, việc tuyên truyền của Houthi hiếm khi đúng hay đáng tin. Đưa những thông tin như vậy tạo nên vỏ bọc về sự tin cậy cho thông tin sai lệch của họ. Ông An Bukhaiti cho hay, Mỹ và Anh đã liên lạc cho Houthi thông qua các nhà đàm phán sau cuộc tấn công. Ông cũng nói rằng những đe dọa bao gồm sự can thiệp quân sự trực tiếp của Mỹ chống lại các nước can thiệp quân sự để ủng hộ Gaza. Yemen đã chìm trong cuộc nội chiến kéo dài nhiều năm. Năm 2014, Houthi kiểm soát thủ đô Sana và lật đổ chính phủ được quốc tế công nhận. Hồi tháng 1, Mỹ đưa Houthi vào danh sách các tổ chức khủng bố. Trước đó, theo Reuters, người phát ngôn quân sự của phong trào Hồi giáo Houthi ở Yemen, ông Yahya Sare cho biết, lực lượng này đã bắn hạ một máy bay không người lái UAV MQ-9 Reaper của Mỹ tại tỉnh De Hama. Máy bay không người lái của Mỹ thường được triển khai ở Yemen để không kích các khu vực nghi là nơi ẩn náu của phiến quân. Ngoài ra, nhóm vũ trang Houthi cũng đã tuyên bố bắn hạ UAV MQ-9 của Mỹ ở miền Bắc Yemen khi UAV này đang thực hiện các hoạt động thù địch do thám và chiến đấu trên không phận của tỉnh Sada và bắn hạ một UAV MQ-9 của Mỹ ở tỉnh Marib, miền Trung Yemen. Houthi và quân đội Mỹ đã tấn công lẫn nhau kể từ tháng 11 năm ngoái, sau khi lực lượng này bắt đầu phóng tên lửa chống hạm và máy bay không người lái và những gì họ cho là tàu chở hàng có liên quan đến Israel ở Biển Đỏ và Vịnh Aden nhằm thể hiện sự đoàn kết với người Palestine ở giải Gaza. Trong khi đó, Liên minh Hải quân Mỹ-Anh đồn trú trong khu vực đã tiến hành các cuộc không kích và tấn công bằng tên lửa thường xuyên vào các mục tiêu của Houthi để ngăn chặn nhóm này.